thơ văn. Theo quan điểm của đồng bào dân tộc Thái, nếu cành hoa ban đại diện cho ngân sách nhân dân thì cây tiêu đại biểu cho niềm ước mơ của sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ. Cành tiêu cũng là biểu vật tình yêu, cha gái yêu nhau nhờ chiếc cành tiêu nói bộ lòng mình. Đối với cô gái, cành tiêu chứa đựng tấm lòng chân thành mà mình muốn gửi trao. Còn đối với chàng trai, cành tiêu đi tới tài ca, cánh sử hơi ấm bản thân của con gái mà mình yêu thương nhất. Mùa hết là mặt trời, sinh ra người con gái Thái, tôn xa từ rừng hoa ban. Cành tiêu em đổi đầu, xin xin trong bộ áo. Thank you.
Thank you.